Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Autobuy, kênh thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và các vấn đề liên quan cũng như ủng hộ Autobuy sản xuất video mới, quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình bán xe ô tô CRV qua đại lý xe máy Honda đang có những dấu hiệu bất ổn khi đại lý xe máy Honda đang báo giá Honda CRV 2.0 ở mức 700 triệu đồng, trong khi 2.4 TG xuống 810 triệu đồng. Tuy nhiên, khả năng khách đặt mua xe đại lý xe máy Honda nhưng không nhận được xe vẫn đang bỏ ngỏ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, cơn bão giá Honda CR-V vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và tiếp tục khiến thị trường ô tô chao đảo khi giá chào bán được kéo xuống mức không tưởng mới là 700 triệu đồng. Chiều mùng 5 tháng 9, trong vai trò người có nhu cầu mua xe CR-V, biên tập viên Autobuy được quản lý bán hàng tại một đại lý xe máy Honda khu vực quận Hà Đông, Hà Nội chào giá bất ngờ 700 triệu đồng với bản CR-V 2.0 và 810 triệu đồng với bản CR-V 2.4 TG. Riêng bản CR-V 2.4 thường hết hàng. Theo vị đại diện này, mỗi đại lý xe máy Honda chỉ có 3 xe với giá ưu đãi. Hệ thống của công ty này đã bán ra được 9 xe nên còn 6 xe với các mức giá nêu trên. Tôi có đọc trên thông tin trên mạng ấy, dạ. Thông tin về cái giá xe đấy thì cũng dạ. Cụ thể là như nào. Nhưng mà thực tế là có đúng như vậy không? Đúng. Thế cụ thể là như nào? Anh quan tâm đến thằng nào? Cái bản 2.0 ấy. 2.0 thì bây giờ nếu anh lấy thì có thể 710. Thực ra là cái này nó là cái chương trình của Honda. Cái này thì nó liên quan đến cái điểm thưởng của các cửa hàng đó. Cho nên là bán để lấy điểm thưởng. Thế thì cái bản 2.4 anh nói vừa nãy là cái bản 2.4 thường là hết hàng. Cái bản 2.4 kia thì bao nhiêu? 815. Nếu mà giả sử anh em cái gì mà có thể gọi là hỗ trợ mức nếu mà giả sử nhiệt tình mà muốn lấy thì sự cũng thì anh có thể giúp thêm gì nữa. Một tí thì nó có gì gọi là ra lợi một tí đi thì nó cho nó may mắn thôi này. Chắc là tầm làm tròn được đúng không? Làm tròn, 810 tròn thì hơi khó. 810 đi này. 810 ấy. Đấy. Thế cái con kia thì sao? Cái con 2.0 thì sao? 2.0 nó vùi được khoảng tầm 50 triệu. Đấy, tầm. Cao là có thể để ra lợi cho anh em đúng may mắn. Vị đại diện này cũng cho biết khách sẽ nhận được xe sau khi đăng ký khoảng 1 tháng. Khách có nhu cầu mua xe tại đại lý này sẽ đóng tiền đặt cọc tối thiểu 20 triệu đồng, thanh toán tiền xe ở đại lý xe máy nhưng nhận xe tại đại lý xe ô tô. Theo khảo sát của Autobuy tại một số đại lý xe máy Honda khác tại khu vực quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, các phiên bản CR-V 2.0, CR-V 2.4 vẫn được chào bán với giá tương ứng là 725 đến 735 triệu đồng và 830 đến 840 triệu đồng. Không ít khách hàng đã mua xe làm thủ tục đăng ký thành công với đại lý xe máy Honda ngày mùng 5 tháng 9 với các mức giá ưu đãi nêu trên. Nhưng cam kết và ràng buộc giữa hai bên còn ở mức độ thấp. Theo nguồn tin của Autobuy tại Quảng Bình, hôm qua mùng 5 tháng 9, một khách hàng đã đặt mua được đại lý xe máy Honda bản CR-V 2.0 với giá 710 triệu đồng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bán hàng này khá dè dặt, nhiều hệ thống đại lý Honda lớn như Phát Tiến, Tường Nguyên, Hoàng Việt không công khai chương trình với người dân. Thưa quý vị, điều đáng nói hơn cả hiện nay là hệ thống phân phối của Honda đang có những dấu hiệu lộn xộn, bất ổn. Việc Honda Việt Nam bán xe ô tô qua đại lý xe máy Honda khiến nhiều người bán tin bán nghi. Tuy nhiên, trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên Honda làm điều này. Điểm khác biệt lớn nhất ở chương trình ưu đãi giá đặc biệt của Honda Việt Nam cho đại lý xe máy Honda lần này nằm ở chỗ. Đối tượng mua xe được mở rộng tới tất cả các khách hàng có nhu cầu, chứ không gói gọn ở người của đại lý hay người thân đối tác của đại lý như trước đây. Tuy nhiên, điều đáng nói hiện nay là những dấu hiệu bất ổn trong hệ thống phân phối xe này. Không ít đại lý xe máy Honda không nắm rõ thông tin từ Honda Việt Nam, có thể bán nhiều hơn số xe được bán. Cụ thể, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện mỗi công ty sở hữu đại lý xe máy Honda chỉ được mua từ Honda Việt Nam 3 xe với giá ưu đãi, nên dù công ty đó có sở hữu 3 hay 5 hết hay nhiều hơn thì cũng chỉ được mua 3 xe, chứ không phải lấy số đại lý xe máy nhân với 3 như trường hợp đại lý xe máy ở Hà Đông nêu trên. Đặc biệt, khác với chính sách hôm đầu tháng, theo một nguồn tin từ Honda Việt Nam, hiện một đại lý xe máy Honda muốn bán nhiều hơn 3 xe, chấp nhận không lãi, thậm chí là lỗ nhiều để bán xe với giá của chương trình là 745, 781 và 849 triệu đồng tương ứng với 3 bản CR-V từ thấp đến cao, chưa kể phần thương lượng giá thì cũng không được. Cùng với đó, bản thân nội bộ Honda Việt Nam giữa những bộ phận phân phối xe máy và ô tô cũng dường như đang không rõ ràng, nên trong khi bộ phận ô tô khẳng định về chính sách tối đa 3 xe một công ty sở hữu đại lý xe máy Honda thì bộ phận xe máy vẫn xác nhận với đại lý xe máy về tất cả các đơn hàng đã đặt dù số lượng nhiều hơn 3 chiếc nêu trên. Trong trường hợp này,
Bộ phận ô tô là đơn vị chốt cuối cùng nên nếu họ từ chối đơn hàng thì có khả năng xảy ra tình trạng khách đặt mua xe tại đại lý xe máy Honda nhưng không mua được xe với giá đã thỏa thuận. Câu hỏi đặt ra là trong trường hợp này khách hàng nên làm gì? Theo xác nhận của một số nguồn tin đáng tin cậy từ Honda Việt Nam, chương trình ưu đãi giá đặc biệt cho CR-V qua hệ thống đại lý xe máy Honda mặc dù còn thời hạn nhưng hiện tại lượng xe CR-V 2.0 và CR-V 2.4 bản thường đã hết theo giá ưu đãi. Ngay cả xe CR-V 2.4 vẫn còn bán nhưng số lượng hạn chế và dự kiến cũng sớm kết thúc trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, ở thời điểm này theo chúng tôi, một mặt khách hàng có nhu cầu mua chỉ nên đàm phán với đại lý xe máy mua bản 2.4 TG. Mặt khác, trước khi thương lượng giá cả, điều quan trọng hơn cả là khách hàng cần đề nghị đại lý xe máy xác nhận rõ việc có hàng để bán hay không. Về phần mình, Honda Việt Nam và hệ thống đại lý xe máy cũng cần có những thông tin rõ ràng, minh bạch hơn với người tiêu dùng về chương trình ưu đãi này để tránh hiểu lầm cũng như gây hy vọng ảo cho người tiêu dùng, dẫn đến những tác động tiêu cực cho cả người tiêu dùng có nhu cầu chính đáng và thị trường. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích, đồng thời giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.